đứng lên quay lưng bỏ lại phim đợi chờ lượt khách lần sau đợi chờ lượt khách lần sau sẽ chiếu lên thứ hai chúng ta đi rồi người khách sẽ không không thương tình ta bé bằng chuyện tình buồn khổ như thế tương chúng ta đang thu phải chính cuộc tình nào chẳng hay đã trước khi cùng ngã hơi theo sẵn lòng dù có đau đớn vẫn luôn lừa dối bản thân vì đời còn có đêm ấy biết không thì sống thiếu em hận mình cùng ngã đã lâu vẫn không thể cố đứng lên. Lâu. Bước đi đến cuối cùng đời ta cũng như cuốn phim kia thôi lúc phim tàn người xem vội vã đứng lên quay lưng bỏ lại phim đợi chờ lượt khách lần sau đợi chờ lượt khách lần sau sẽ chiếu lên chuyện hai chúng để rồi người khách sẽ không không thương tình ta bé bàng chuyện tình buồn khổ như thế tương sẽ chỉ có mơ phim nào ngờ giờ đây chúng ta đang thu phải chi cuộc tình nào chẳng cay đắng trước khi hụt ngã hơi theo dặn lòng dù lừa dối bản thân đi đời còn có đêm ai biết không thì sống thiếu em hận mình cùng ngã đã lâu vẫn không thể cố đứng lên cuộc tình nào chẳng ngày đã trước khi cùng ngã hơi em dặn lòng dù có đau đớn vẫn luôn lừa dối bản thân vẫn không thể cố đứng lên. Vâng, xin cảm ơn.